Cho em bê thì sao? Đi lại do yêu cầu công việc. Đây ông đi làm luôn rồi. Cái đây là em đi mua về cho bạn nó bị bệnh, nó bị sốt cho nên em mua. Thế là em không biết là cái đường này nó cấm. Còn nó đi là ông đi thẳng trong cua đây làm cái gì? Đừng có biện minh lý do. Em đâu biết đâu, hồi nãy em đến mới ông đi thẳng, thì ông đi làm gì đây. Thì tôi bây giờ cái đó do mình lên những cái phức tạp, đang hoạt động thiết yếu không nằm trong ngành nghề phải dừng hoạt động vậy, đề nghị với ông cấp phép cho ông làm việc tại cái phía An Đại Thành. Chứng minh anh đâu? Công việc sắp xếp cho đó không đi vào hướng rồi cũng hôm nay không đúng. Hả? Hiện tại là nhà thầu thi công tại dự án sân bay resort khu vực Bãi Tiên. Mà ông ra đường, ông đi mua thế này là đâu đúng. Hả? Là em cũng đâu có biết là cái chuyện đó. Đó. Không biết đúng không? Không biết, tạm giữ. Cái giấy này là cái giấy tờ xe đâu? Kêu nó lấy giấy tờ xe cho ông lấy. Giờ này còn không biết. Tạm giữ chứng minh với lại giấy tờ xe của anh nha. Thì anh qua hết giãn cách xã hội lên ủy ban phường Mỹ Thọ 98 Điện Phủ làm việc. Rồi di chuyển về. Em không biết nên em mới đi cái đường này, nó mà em biết mà không biết cái gì. Giờ này mà sao lại nó không biết trời. Không biết cái gì, tao hỏi không biết cái gì cái đã. Nhưng mà cái này em không biết là anh ở không biết này, cái gì. Em không biết là cái bây giờ tao hỏi là không biết cái gì. Cấm. Cái gì cấm? Đường này đâu cấm đâu. Tất cả con đường đều không cấm. Không cấm nhưng mà cấm. Cấm là yêu cầu ông. Em. Để tao nói nghe nè. Cấm là yêu cầu ông phải ở nhà. Ông đi ra đường phải nhưng thật cần thiết. Em không có biết. Không biết đúng không? Không có biết, em mới chạy ra là em mua đồ thôi. Rồi. Không biết tạm giữ. Không biết tạm giữ. Qua thời gian giãn cách lên phường làm việc là biết liền à. Nghe. Là biết liền. Anh mới làm việc gì sao được? Sao không tự được? Tự nhiên khi làm không, người, người ta không biết thì anh nói lần nhắc nhở lần sau cái làm gì có cái vụ gì giờ ông nói con không biết ông cãi gì. Đi. Rồi người ta đi ra đường. Rồi công an giao thông hỏi lại, ủa hỏi anh giấy tờ xe của anh đâu? Bây giờ tôi phải giải thích làm sao? Gì hả? Anh không đừng ở đó mà anh quay. Tôi quay á, tôi quay ông á. Nhưng mà cái này là em không biết nên thông cảm. Chỉ thị 16 giãn cách xã hội. Chỉ thị 16 giãn cách xã hội, bữa nay là bao nhiêu ngày rồi mà kia không biết. Em đi mua đồ. Đồ gì? Đi mua đồ. Đồ gì? Đây, đồ trên xe đây. Đồ đây không cần thiết. Ủa, đồ đây là không phải thiết yếu. Đây là em đi mua đồ chứ không phải. Đồ đây không phải là đồ đây không phải là thiết yếu. Tôi yêu cầu ông đi ra đường, ông làm gì phải chính đáng. Cái này là không phải thiết yếu. Ông mua đồ không phải thiết yếu. Cái đây em đi mua ông đồ. Ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì? Em. Hả? Ý là em mua cái đồ cái ngàn đưa em nhưng mà anh làm gì bắt em? Gì hả? Mà anh không được giữ giấy tờ của em. Gì hả? Phương ơi. Đúng không? Không được đúng không? Không được tao giữ ra rồi xong rồi mày để mày đi kiện nha. Ok. Anh xem xin lại giấy tờ. Em chấp hành đi em. Mình biết trên núi xuống đúng không? Mình biết phải trên núi xuống không? Dịch mình còn đeo khẩu trang mà sao mà mình không biết là trên núi Đắk Lắk à. Đắk Lắk nè, Gia Lai nè, Buôn Mê Thuột nè gì đó, đều biết hết rồi. Đi tuần tra bên lực lượng tổ công tác là đi tuần tra các tuyến đường luôn chứ phải đi đường này đâu. Ông làm ở 103 à? Hả? Làm ở tại Vega City hả hay sao? Là em làm công trình đó sáng sớm em phải có chứng minh để em được vào đó. Làm công trình 103 đúng không? Phải làm ở công trình với KCT không? Dạ, phải không? Chính xác không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà làm nhà thầu nào? Có chứng minh để làm nhà thầu nào? Làm ở nhà thầu nào? Em làm ở ý tổ là nào? Em làm nhà thầu ở Eco 3. Công ty Eco 3. Là nhà thầu đang làm ở ngoài 103. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng bây không? Giờ em không có chứng minh làm sao mà em đi vô đó em làm. À rồi, rồi về 103 mai cho mày nghỉ luôn á. Ngay cho mình nghỉ luôn á. Eco 3 đúng không? Rồi cho mình nghỉ luôn á. Em không có cái tờ giấy đó làm sao em làm.
Con có chứng minh xem là em. Rồi được rồi, hình ảnh này là ta gửi cho chỗ ông Lân, cái chỗ nghe là công ty VK City sẽ làm cái trách nhiệm làm việc với chỗ nhà thầu của em. Em hiện nay em đang vi phạm về cái chỉ thị 16. Ủa em vi phạm đâu vi phạm? Em làm gì vi phạm? Em mới ra chạy gần đây em chạy ra mua đồ cái cho em chạy vô. Cái việc em đi ra đường em mua gì là không cần thiết, không có lý chính đáng, không có phải lý do chính đáng để em đi ra khỏi đường như vậy. Cho nên là tổ công tác mới tạm giữ giấy tờ của em. Còn em nói em khai, em làm ở nhà thầu của Chăm Ba, mà nhà thầu Chăm Ba không có tuyên truyền cho em thì anh sẽ làm việc với lại công ty VK City. Thì bây giờ em đâu có biết cái chuyện đó cho nên bây giờ không biết thì thôi, không biết tạm giữ đó. Không biết tạm giữ giấy tờ xe đó. Rồi, mời ông đi về. Mời ông đi về. Còn đứng đó tôi tạm giữ cái xe luôn á. Tạm giữ luôn. Rồi, tạm giữ luôn. Tạm giữ cái xe đó. Dắt đường dắt không dắt đường thôi. Tạm giữ đi. Dắt đường dắt không dắt rồi. Đụng vô xe ấy thử đụng vào đi. Đúng rồi, ta đụng vô luôn á. Dắt đi, anh em dắt đi. Từ từ vậy xe tới anh, xe mới vô. Em có làm gì sai đâu mà tự nhiên giờ bắt em. Thách đố à? Thách đố không ta? Anh chạy xe tới. Thách xe ơi, tạm giữ xe luôn. Nghiêm chỉnh chấp hành nó còn nghiêm chỉnh hành, nhưng mà em có làm gì sao đâu. Em thề như là nếu mà em biết đức là em không có biết sao phải em rồi, nhưng mà giờ cho em xin lại để ngày mai em còn đi làm nữa. Các anh không, các anh thì nghĩ cho các anh, còn bây giờ tôi sao tôi đi làm theo tội không đâu, tiền đâu tôi ăn, đâu tiền đâu tôi ăn, nghĩ cho mọi người mới đi ra xử lý như thế này mà hiểu như vậy, nhưng mà giờ tiền đâu tôi ăn, tiền đâu tôi uống đó. Các anh thấy thất đố có biết bao nhiêu là cả một tuần nay rồi, tại sao mình không biết? Nhưng mà em không biết, tại sao mình không biết? Nhưng mà em lo đi làm cho em đâu có để ý về cái tin tức đâu mà em biết, có là ai nói cho em đâu. Tôi đi làm, tôi chính tôi đi làm mà mấy ông thất đố tôi hả? Mở ra, đừng giỡn mặt nha. Bây giờ cho em xin lại em bây giờ. Đừng giỡn mặt nha. Nhưng bây giờ mày nói cái gì? Hồi nãy mày nói cái gì? Đừng giỡn mặt cái tôi nha. Mày nói cái gì? Rồi nãy ra. Đem xe lên cho tôi, tạm giữ. Chú ý trường hợp này là tạm giữ. Đi đây đi. Đừng láo nháo. Lá bắt luôn. Cái lương thực thực phẩm nhà nước cho ra đường mua cái loại vật, mua cái mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì nó phải là thực phẩm, nó phải là lương thực, phải không? Lương thực là gạo, phải không? Rau củ, phải không? Còn thực phẩm là mắm má, muối cá thịt, đi về chế biến thức ăn. Chứ bánh mì là nó là món ăn luôn rồi, chứ không phải là lương thực thực phẩm nữa. Mà em cứ nói